Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái bài tập để giúp các bạn ghi nhớ scale, tức là âm dài theo một cái cách khác biệt một tí. Thì các bạn sẽ nhìn cái scale nó với một cái góc độ khác, thì từ đó các bạn có thể áp dụng và ứng dụng nó một cách linh hoạt hơn. Thì cái cách sử dụng này người ta tạm gọi là pedalboard, tức là chúng ta đánh một cái nốt. Trong nhạc cổ điển các bạn sẽ nghe khá là nhiều ha, đánh một cái nốt, sau đó chúng ta cứ giảm giảm dần xuống mà bắt đầu bằng cái nốt từ đầu đó. Thì nói ra là nó phức tạp nhưng mà đánh thì nó đơn giản vậy. Ví dụ câu như sau, các bạn nghe thấy là cái nốt nhân 8 đây là cái nốt đô, là mình cứ lặp lại miết đô si nè, đô si, đô la, đô son, đô fa, đô mi, đô, rê, đô, đô, quãng tám ở đây. Thì có nhiều cái cách đánh ở đây. Thì các bạn nhìn thấy tay mình, nếu không kịp các bạn hãy download tab về password ở trong cái clip này ha. Thì các bạn có thể xem hết clip thì sẽ thấy cái phần password giải nén và cái phần link download nó nằm ở trong cái phần mô tả của video này hoặc là cái comment đầu tiên. Các bạn vào đó download về giải nén với cái password ra, chúng ta có thể in cái tab đó ra để chúng ta luyện tập sau này ha. Thì ở đây để đơn giản, mình sẽ nói về cái âm dài tự nhiên nhất mà các bạn học đó là đô trưởng. Thì theo các clip trước mình đã hướng dẫn các bạn đô trưởng thì bạn có thể đánh từ đầu, từ trên xuống như sau. Và nhiều bạn cứ tập theo cái âm dài này không mà nói là em không biết ứng dụng nó hoặc là mình solo như thế nào. Thì khi tập cái kiểu này để các bạn ghi nhớ các nốt. Nhưng mà thông thường khi các bạn tập như thế này rồi thì các bạn cảm giác là các bạn phải đánh các trên xong rồi các bạn xuống dưới, các bạn mới đánh vô các nốt ở dưới được. Thì cái cách ở này mình tập ở đây, các bạn sẽ tập ngược từ dưới lên để chúng ta có cái nhìn ở một cái góc độ khác ha. Thì cái câu đầu tiên mình hướng dẫn các bạn âm dài đô trưởng thì chúng ta bắt đầu nghe nó đô đi cho dễ. Các bạn bắt đầu nghe nó đô là ngàn tám của dây một ha. Và từ đó chúng ta sẽ ghi nhớ các nốt ngược lại của nó. Ví dụ đô ở đây xong, si, là, chúng ta xuống dây số 2, ngăn 8, đó là son, ngăn 7, xin lỗi, ngăn 6, là fa, 5 là mi, ngăn 7 của dây son, là rê, và ngăn 5 là đô. Chúng ta chỉ đánh từ trên xuống giảm ở một cái đúng cái quãng 8 thôi. Ha. Thì các bạn có thể bắt đầu nó chậm như sau để các bạn nhớ. Cái tập chậm các bạn có thể tập theo liên móc đơn cũng được ha. Và cái tay phải của mình có hai cái đánh. Thông thường các bạn bắt đầu bằng một nốt bằng các bạn đánh phím xuống. Nhưng cái câu này á, theo mình thì các bạn bắt đầu phím lên các bạn sẽ dễ đánh hơn. Thì tức là từ đầu chúng ta đánh ngay dưới. Nốt đô này chúng ta đánh dưới. Các bạn thử xem, các bạn đánh từ cái bắt đầu bằng cái phím đánh lên, các bạn thử so với cái phím đánh xuống. Thì sẽ xem cái nào nó dễ hơn. Còn đối với mình là khi bạn bắt đầu bằng phím đánh lên thì nó sẽ dễ hơn. Thì với cái câu tập như thế này, các bạn khi mà cái nốt gốc các bạn đang đô, đúng không? Các bạn áp dụng đúng cái công thức thì các bạn kéo cái nốt này lên các âm dài khác, các bạn đánh thấy tay y chang như vậy ha. Chúng ta đang có đô đây, bây giờ mình kéo lên tới rê đi, mình không cần điếm các nốt nào phía dưới nữa, mình vẫn có thể đánh chính xác được bằng cách cái thế tay các bạn bấm y chang như vậy thôi. Rê ngang ngang 10 đúng không? Đó, các bạn bấm y chang các ngang ở dưới này mà chúng ta dịch chuyển lên thôi. Ví dụ các bạn ở đây chúng ta ngang 8 xong tới 7 là nửa cung, rồi 8 tới 5 là một cung rưỡi. Thì trên này tương tự, các bạn nghe là ngăn ngăn 10 nè, ngăn 10 xuống 9, 10 xuống 7, nó tương tự như vậy. Chúng ta nhớ một cái thế tay bấm ở đây, chúng ta kéo lên thì chúng ta đánh y chang thôi. Bây giờ mình kéo lên chứ pha đi ha. Thì bạn có thể kiểm tra lại thử, ví dụ pha, pha mi, pha rê, pha đô, pha
xì dán. À, tự động thấy tay các bạn bấm đúng là vô, nghe đúng xì dán, tại âm pha chưởng là của nó xì dán xuống. Sau đó tới la, son, fa, rất chính xác đúng không? Đó. Thì các bạn có thể áp dụng là kéo lên khắp cần đàn ở các dây này, và từ đó chúng ta hãy suy nghĩ xem là nếu mình không đánh nốt gốc ngay chỗ dây một, mình có thể đánh ở những cái ngăn khác thì nó như thế nào. Chúng ta có thể thay đổi để tạo ra được, ví dụ nó đô ngay chỗ này, mình không đánh ngay chỗ này, mình có thể đánh nó đô ngay chỗ cái quãng tám ở đây, mình đánh xuống ngay dây son được không? Vẫn được đúng không? Thì từ đây các bạn cũng thể tập như vậy để các bạn ghi nhớ. À, nếu đô ở đây thì tại hai vị trí nó đô này và nó đô này cũng là quãng tám đó, thì từ đó các bạn có thể kéo lên những nhân khác, và cái cách tập này nó sẽ giúp các bạn nhìn cái scale ở một cái chiều ngược lại, nó sẽ hiệu quả ha. Thì các bạn hãy nhớ like, share, comment, và có thể là nêu ý kiến của các bạn ở trong cái phần comment, mình sẽ hướng dẫn trong khả năng hiểu biết của mình. À, chia sẻ hoặc là các ý muốn các bạn là muốn nói thêm về cái vấn đề gì thì mình sẽ tổng hợp lại và sẽ làm clip tiếp theo ha. Nếu bạn nào có nhu cầu mua đàn guitar điện, guitar thùng, phơ, amply hoặc là các phụ kiện, có thể liên hệ Amigo Guitar Shop của mình. Thì cam kết với các bạn là từ cái giá cả cho đến chất lượng sản phẩm thì đều rất xứng đáng trong tầm giá cho các bạn ha. Cái đàn mình đang cầm ở đây là cái series là hiện tại là mình bán là 2,2 triệu ha. Thì một số bạn yêu cầu là bán những cái cây đàn thấp hơn 1 triệu, 1 triệu mấy, thì thật ra là cái chất lượng của nó không đảm bảo, và nếu các bạn có thể là người ta gọi là tính già quá non bằng cách là mua cây đàn quá rẻ, thì các bạn đánh cái thời gian nó mau hư hỏng, và action nó cao, nó bị cong cần, nó bị vên trên gì đủ thứ cả, thì lúc đó các bạn mới thấy là khó khăn trong quá trình các bạn tập luyện, nó sẽ cản trở cho bạn đạt đến cái mục đích nhanh, là rất là khó ha. Cho nên là ít nhất một cái cây đàn tương đối chỉnh chu, mình setup mọi thứ cẩn thận cho các bạn rồi thì có thể sẽ đáp ứng được nhu cầu tập luyện của bạn nhé. Và hãy nhớ là ủng hộ kênh Guitar for Freedom bằng cách là subscribe, nếu bạn chưa subscribe, like, share, comment ha. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.